chào đón cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Lễ hội Varan Corso Veslan, đó là một lễ hội thuyền hoa, sự kiện được tổ chức hàng năm tại Veslan, Hà Lan, mang đậm bản sắc văn hóa xứ sở cối xay gió và là một sân chơi trí tuệ và nghệ thuật hấp dẫn của những người trồng hoa và trang trí hoa. Lễ hội được diễn ra ở nhiều thời điểm và ở tại các địa phương khác nhau, rất đa dạng về những chủ đề và phong cách riêng thể hiện. Các nhà trồng hoa quảng cáo về các giống hoa mới, đa dạng về màu sắc và hương thơm, ấn tượng nhất về những phong cách trang trí. Từ hoa, rau củ quả được những bàn tay khéo léo trang trí rất bắt mắt. Và đặc biệt, trên những thuyền hoa đều có những ban nhạc và những các nghệ sĩ biểu diễn rất là sôi động và vui nhộn. Đoàn thuyền hoa Veslan diễu hành qua quãng đường dài khoảng 75 km. Huyền Trân xin mời mọi người cùng tham gia chiêm ngưỡng các loại hoa và cùng hòa mình vào trong những nét đẹp văn hóa của Vương quốc Hà Lan nhé.